Kính thưa quý khán giả của Đài VNTV, trong chương trình nhận định thời sự hôm nay, chúng tôi có anh Đỗ Như Điện và tôi. Kính chào quý vị. Muốn được trình bày với quý vị hướng về Việt Nam. Như nhiều quý vị cũng theo dõi tin tức Việt Nam cũng biết đó, là đầu tháng 4 này ở Việt Nam, Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội đã có những cái phiên họp chính thức cấp tốc để chấm dứt những vị lãnh đạo cao nhất trong hệ thống Đảng Cộng sản, 3-4 chức vụ gì đó, sớm trước khi cái nhiệm kỳ của Quốc hội đúng lý ra đến tháng 7 này mới chấm dứt. Thì anh Điện xin anh đi vào chi tiết. Vâng, tôi xin nói thẳng cái này thì nhiều người không đồng ý với tôi, nhưng mà tôi vẫn coi cái Quốc hội Việt Nam là cái Quốc hội bù nhìn. Nói thẳng là như thế, để cho nó dễ nói chuyện, kiểu mình không úp mở làm cái gì, người ta ghét thì ghét, ai nói thì nào thì đó. Nhưng mà tôi, cá nhân tôi vẫn nói như vậy. Bởi vì thế này này, cái đại hội 5, đại hội 12 vừa rồi đã hoàn tất một cái công việc là thay đổi, tóm lại là vẫn giữ lại Nguyễn Phú Trọng, tức là cái người mà tổng bí thư của nhiệm kỳ trước tiếp tục làm tổng bí thư. Và cái người giữ vai trò tổng bí thư này, chúng ta phải hiểu người đó nắm toàn quyền cùng với 18 thành viên khác trong cái bộ chính trị mới. Đó là cái cơ cấu quyền lực nhất tại Việt Nam và họ quyết định mọi chuyện. Còn tất cả những người khác, những cơ cấu khác, kể cả cái Quốc hội, chỉ là thi hành những cái chỉ thị của Bộ Chính trị mà thôi. Tôi xin rõ ràng cái Đảng Cộng sản nói là như vậy để nó dễ nói chuyện. Thế thì theo cái điều 79 và 89 trong cái gọi là Hiến pháp năm 2013 vừa rồi đó, thì cái nhiệm kỳ của chính phủ, tức là vai trò của chủ tịch Quốc hội, sẽ phải được cái Quốc hội mới chọn và bầu ra. Mà cái Quốc hội mới đó thì sẽ bầu vào ngày 22 tháng 5 năm 2016. Thế nhưng mà trong tháng 3 và đầu tháng 4 vừa rồi thì cái Quốc hội cũ này lại phế truất thủ tướng, phế truất chủ tịch Quốc hội cũ, phế truất chủ tịch nước để đưa 3 người mới vào. Thì chỉ nhìn cái chuyện này không, chúng ta cũng biết ngay rằng đúng như Nguyễn Phú Trọng đã nói, rằng là cái hiến pháp là cái văn bản pháp lý của Việt Nam đứng sau cương lĩnh của Đảng. Tóm lại là cái hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn, họ muốn vẽ cái gì trên đó cũng được cả. Vì vậy mà chúng ta thấy trong cái khi tiến hành cái cuộc gọi là bầu cử quốc hội chưa có, mà cái bà quốc hội mới chưa có mà cái bà Nguyễn Thị Kim Ngân hồi xưa đó làm phó chủ tịch quốc hội cũ lại được đôn lên làm chủ tịch quốc hội mới và chủ trì cái chuyện mà truất phế ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là thủ tướng. Rồi ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước. Nguyễn Sinh Hùng là phó thủ tướng. Nguyễn Sinh Hùng là chủ tịch quốc hội cũ. Chủ tịch quốc hội cũ thì mất chức. Rồi đưa ông Nguyễn Xuân Phúc. Xuân Phúc là thủ tướng mới. Lên làm thủ tướng mới. Trần rồi Đại Quang. Đưa ông đại tướng công an Trần Đại Quang vào chức vụ chủ tịch nhà nước. Và đôn mới. bà Kim Ngân lên. Đấy. Chúng ta thấy rõ ràng một cái hội đồng chuột. Họ muốn vẽ, họ muốn nhắc ai, giống như là cái người chơi cờ nhắc ông này bỏ ông kia. Đó là quyết định của Bộ Chính trị. Do đó chúng ta không trông mong gì cái đất nước Việt Nam tiến bộ được. Chừng nào còn cái chính trị, nền chính trị như vậy, làm sao tiến bộ được, thưa quý vị? Anh Điện, tôi thấy cái khôi hài nhất trong mấy cái nhân vật anh vừa nói là cái chức vụ của cái bà Kim Ngân. Vâng. Làm sao mà bà có thể nhân danh là chủ tịch quốc hội mới để tự bầu mình lên là chủ tịch quốc hội mới từ cái phó chủ tịch của quốc hội cũ.
Anh thấy nó khôi hài không? Vâng. Thế thì bầu cử với biểu quyết với cái quốc hội cái gì? Vậy tại vì với ngay mở từ đầu tôi đã nói là cái quốc hội bù nhìn, cái này là do cái Đảng Cộng sản đặt ra, chọn một số người đưa vào ngồi đó, rồi cái quốc hội đó nhân danh ở đây tôi là quốc hội biểu quyết chuyện này chuyện kia. Những cái dự luật mà đưa ra để mà được biểu quyết tất cả là phải do cái sự chấp thuận của Bộ Chính trị hết. Thực tế nó như vậy, chúng ta đừng mơ hồ và chúng ta đừng trông mong gì. Nếu cái Đảng Cộng sản còn đó thì không bao giờ sẽ có dân chủ và không bao giờ có tiến bộ được, chẳng thấy sao? Anh Điện, tôi thấy có hai cái điều đáng để ý trong cái nội các mới á, mà ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trình làng á, có 27 bộ trưởng đó. Vâng. Một trong 27 bộ trưởng đó, có một ông bộ trưởng về lao động này, về thương binh này và về xã hội này. Tên là ông Ngọc Dung. Lê Ngọc Dung hay Cao Ngọc Dung gì đó. Ông đó trong một cái bài báo của Tuổi Trẻ mà tôi nhận được đó, Cái ông đó ông ấy gian lận thi cử và ông ấy bị trừ 50 điểm lúc mà bị bắt gian lận thi cử cách đây mấy năm. Vâng. Rồi chưa kể đó, cái ông mà chủ tịch nước mới đó là một ông đại tướng công an. Đại tướng công an. Trần Đại Quang phải không anh đệ? Vâng. Thành ra nó đưa đến cái chuyện là trong lúc mà ông này sửa soạn để mà nhận lãnh cái ghế mới đó, là chủ tịch nước mới đó, hàng 7-8 vụ những người bất đồng chính kiến bị đưa ra tòa và lãnh những cái bản án rất là vô lý. Để tôi muốn trở lại cái chuyện này, tại sao nó lại phải làm như vậy? Là vì thế này, chúng ta biết rằng trước cái kỳ hội đại hội đảng ấy, nó có những cái đại có những cái hội nghị gọi là 10 hội nghị 11, 12, 13, Trung 14, ương. Tức là những cái hội nghị chuẩn bị. Thì trong đó nó chia làm hai cái phe rõ rệt là đấu đá, tức là tranh giành quyền lực. Thì một bên là cái ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng. Tôi xin nhắc lại một chút thôi. Nguyễn Tấn Dũng sau 10 năm làm thủ tướng đã ban ân huệ, đã xây dựng cho mình một cái hệ thống, một cái hệ thống tham nhũng, và gắn bó với nhau về quyền lợi. Thế thì bên Nguyễn Phú Trọng đó, chúng ta biết là cái hội nghị 12, sau hội nghị 12 mà Nguyễn Phú Trọng muốn truyết Nguyễn Tấn Dũng đó, thì đã bị phe Nguyễn Tấn Dũng làm đánh thua, đánh bại chứ. Do đó Nguyễn Phú Trọng ra đã khóc. Nghĩa là cái đó là đại hội 6, cách đây 2 năm rồi. Không, 12 anh, sau cái 12. 12 là mới đây. À vâng, cái đại hội 6 đúng rồi. Anh... Thì Nguyễn Phú Trọng đã khóc và không giải quyết được cái chuyện đó. Do đó Nguyễn Phú Trọng mới tìm cách, và bây giờ có những nhiều tin tức cho biết rằng Nguyễn Phú Trọng đã phải cậy dựa vào Bắc Kinh, và Bắc Kinh ủng hộ để mà làm thế nào để đẩy cái phe Nguyễn Tấn Dũng ra. Do đó thay vì tháng 7, tức là thay vì cái tiến trình của nó là bầu quốc hội mới xong, quốc hội mới chọn chuẩn bị người, và lúc đó quốc hội mới bổ nhiệm những chức vụ này. Do đó lúc đó Nguyễn Tấn Dũng hay Trương Tấn Sang với chủ tịch quốc hội cũ mới rời nhiệm sở để bàn giao lại mới. Đảng này họ làm như vậy, tức là một cái cuộc lật đổ nhau. Anh Điện, tôi xin trở lại một chút. Anh Điện nhớ không, là trước khi cái đại hội 12 này bắt đầu, Nguyễn Sinh Hùng đột nhiên được mời qua Bắc Kinh, anh nhớ không? Vâng. Và đến vái lại ở cái lăng của Mao Trạch Đông, anh nhớ không? Thì lúc đó dư luận, nhất là dư luận người Việt hải ngoại đã nói là chắc cái ông Cao Sinh Hùng này được Bắc Kinh hỗ trợ rồi, và có thể có cái vai trò quan trọng trong cái đại hội 12 sắp tới. Vâng. Chật lất. Cao Sinh Hùng bị... Nguyễn Sinh Hùng. Nguyễn Sinh Hùng bị gạt răng ra luôn, y như là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi thứ hai, khi Tập Cận Bình đến có mặt ở Hà Nội, trước khi về, có đến ghé thăm văn phòng Thủ tướng, tức là Nguyễn Tấn Dũng. Và báo chí có tường thuật là Tập Cận Bình ngỏ lời mời đặc biệt Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, tức là Nguyễn Tấn Dũng đó, đến thăm Bắc Kinh càng sớm càng tốt. Dư luận người Việt hải ngoại, trong đó có tôi đó, lại tưởng là như vậy, tức là Nguyễn Tấn Dũng đã được Bắc Kinh nó endorse rồi. Và bởi vậy anh Điện nhớ tôi mới nói là có thể Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành Tổng thống Cộng sản Việt Nam, giống như Tập Cận Bình ở Trung Cộng. Thì nói ra cái điều đó để cho thấy rằng là nhiều khi cái phỏng đoán của mình mà mình đứng bên ngoài ấy, mình chẳng biết gì về cái chuyện nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng nó làm sao mà nó kiếm được đủ số phiếu để mà nó dích Nguyễn Tấn Dũng, dích hai người kia ra
một cách ngon lành, gây ngạc nhiên cho nhiều người, trong đó có tôi. Vâng, thì như quý vị thấy, tất cả những cái bề ngoài chúng ta thấy, chúng ta cũng chỉ thấy được cái phần nổi của tảng băng thôi. Ngay cả cái chuyện mà đấm đá lẫn nhau, có lẽ theo tôi chính là vì quyền lợi. Và cuối cùng thì họ phải thỏa hiệp với nhau. Anh đã ăn đủ rồi, bây giờ anh lui ra để cho người khác có. Và đó là cái sự trao đổi, cái sự thương lượng để mà chia chác quyền lợi. Ngoài ra không phải là vì dân, vì nước, vậy thưa quý vị. Thưa anh Điện, vì thì giờ không còn nữa, tôi xin một câu kết luận. Vâng. Là bây giờ chúng ta nên để ý quan sát thôi, là ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng đó, hai người con trai và một người con gái đó, với lại ông con rể đó, Henry Chúc mà, chủ tiệm McDonald's ở Việt Nam đó, coi tài sản của họ còn nguyên trong vài tháng tới hay không, thì mới biết là họ có thương lượng, có đồng ý mật bên trong, hay là đây là một cuộc thanh trừng không nương tay. Vâng, chúng ta chờ xem. Xin kính chào quý khán giả của Đài VNTV.